Phiên rất vui được gặp lại quý vị trong bản tin FBNC ngày hôm nay 14 tháng 9. Và như thường lệ, trước tiên xin được mời quý vị điểm qua những nội dung nổi bật trong phần đầu chương trình. Các hãng hàng không Việt Nam cũng sẽ được bán hàng miễn thuế trên các chuyến bay về nước từ đầu tháng 11 tới. Lập báo cáo khả thi cho dự án sân bay Long Thành có thể mất hơn 35 triệu đô la Mỹ nếu không dùng nguồn tài trợ. Nhưng trước hết sẽ là thông tin từ ngày 1 tháng 11, doanh nghiệp muốn thành lập trong ngành bất động sản phải có vốn pháp định tối thiểu là 20 tỷ đồng. Kính thưa quý vị, giải đáp về những băn khoăn về mức vốn pháp định trong ngành bất động sản, thì cuối tuần qua chính phủ đã ký ban hành nghị định số 76 quy định chi tiết một số điều của luật kinh doanh bất động sản 2014. Theo đó thì mức vốn pháp định tối thiểu khi thành lập doanh nghiệp bất động sản từ ngày 1 tháng 11 tới sẽ là 20 tỷ đồng. Theo nghị định số 76 của chính phủ, tổ chức cá nhân kinh doanh bất động sản phải thành lập doanh nghiệp hoặc hợp tác xã đối với vốn pháp định tối thiểu là 20 tỷ đồng. Như vậy mức này thấp hơn nhiều so với con số 50 tỷ đồng của dự thảo trước đó. Mức vốn pháp định này được đánh giá là khá hợp lý, do không vượt quá khả năng của đa số doanh nghiệp, lại có khả năng gạt bỏ những doanh nghiệp không có năng lực. Nghị định cũng loại trừ nhiều trường hợp không cần thiết phải thành lập doanh nghiệp như tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bán, chuyển nhượng cho thuê bất động sản nhưng không phải do đầu tư dự án bất động sản để kinh doanh, hoặc trường hợp dự án kinh doanh nhưng có vốn đầu tư dưới 20 tỷ đồng. Ngân hàng Nhà nước tại thành phố Hồ Chí Minh vừa cho biết sẽ tiến hành thanh tra việc trục lợi từ gói hỗ trợ nhà ở 30.000 tỷ đồng từ tháng 9 này tại các chi nhánh ngân hàng đang triển khai gói hỗ trợ. Trước đó thì Bộ Xây dựng đã có công văn yêu cầu các địa phương phối hợp với Ngân hàng Nhà nước và các tổ chức tín dụng thực hiện thanh tra, kiểm tra dấu hiệu trục lợi của các cá nhân, tổ chức trong quá trình triển khai gói cho vay 30.000 tỷ đồng. Bộ cũng đề nghị Ngân hàng Nhà nước rà soát, kiểm tra lại quy trình cho vay, việc giải ngân vốn vay, đảm bảo việc cho vay phải đủ điều kiện, đúng đối tượng theo quy định. Cũng tại thành phố Hồ Chí Minh thì bắt đầu từ năm sau, người dân đến làm việc tại các sở ngành và Ủy ban nhân dân các quận huyện có thể đánh giá mức độ hài lòng của mình đối với các cán bộ công chức thông qua máy tính bảng hoặc màn hình cảm ứng. Đây là đề xuất của Sở Thông tin Truyền thông và đã được Ủy ban nhân dân thành phố chấp thuận. Để ghi nhận phản hồi của người dân tốt hơn đối với thái độ làm việc của các cán bộ công chức, được sự chấp thuận của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Sở Thông tin Truyền thông thành phố sẽ triển khai hệ thống đánh giá sự hài lòng của tổ chức và người dân cho các sở ngành, Ủy ban nhân dân quận, huyện. Cụ thể, mỗi đơn vị hành chính sẽ được trang bị 2 đến 3 màn hình cảm ứng 32 inch hoặc một máy tính bảng cho mỗi quầy tiếp nhận thông tin và làm việc với người dân. Người dân sẽ đánh giá sự hài lòng dựa trên 5 tiêu chí gồm: tiếp cận dịch vụ, thủ tục hành chính, sự phục vụ của công chức, kết quả giải quyết công việc, tỷ lệ hài lòng với toàn bộ quá trình giải quyết thủ tục hành chính. Theo kế hoạch, hệ thống kỹ thuật sẽ được trang bị từ tháng sau và vận hành chính thức từ năm sau. Kính thưa quý vị, từ ngày 1 tháng 10 tới thì giá nước sinh hoạt tại Hà Nội sẽ được điều chỉnh tăng khoảng 1.000 đồng trên mét khối theo lộ trình. Cụ thể, nước sinh hoạt các mức có giá trung bình khoảng 6.000 đến 16.000 đồng một mét khối. Nước không dùng cho mục đích sinh hoạt cũng tăng lên từ khoảng 10.000 đến 22.000 đồng một mét khối. Việc tăng giá nước trên địa bàn Hà Nội được thực hiện theo lộ trình trong 3 năm 2013-2015, bắt đầu vào ngày 1 tháng 10 hàng năm. Dù giá nước được điều chỉnh tăng hàng năm, tuy nhiên theo các chuyên gia, mức giá trên vẫn chưa bù đắp chi phí đầu tư, bảo đảm kinh doanh có lãi cho các doanh nghiệp cấp nước. Trong khi đó, nguồn nước ngầm suy giảm bình quân 2-3% một năm, cộng với nhu cầu sử dụng nước tăng lên, thành phố luôn thiếu hụt lượng nước bình quân khoảng 40.000 đến 60.000 mét khối ngày đêm vào thời điểm nắng nóng. Một thông tin đáng lưu ý thưa quý vị, từ ngày 1 tháng 11 tới đây thì hành khách đi trên các chuyến bay về Việt Nam của các hãng hàng không trong nước cũng sẽ được mua hàng miễn thuế theo quyết định vừa được chính phủ ký ban hành hôm 11 tháng 9 vừa qua. Theo quyết định vừa được ký hồi cuối tuần qua, các hãng hàng không của Việt Nam sẽ chính thức được bán hàng miễn thuế trên các chuyến bay quốc tế về nước từ ngày 1 tháng 11 tới. Khi mua hàng miễn thuế trên máy bay, hành khách phải xuất trình hộ chiếu, thẻ lên tàu bay. Tiếp viên hàng không bán hàng phải ghi đầy đủ thông tin, tên khách mua hàng, số hộ chiếu, số chuyến bay, số ghế để bàn giao cho doanh nghiệp kinh doanh bán hàng miễn thuế. Các dữ liệu này sau đó sẽ được chuyển vào hệ thống phần mềm quản lý của cơ quan hải quan ngay sau khi hoàn tất thủ tục nhập cảnh. Theo quy định hiện hành, các doanh nghiệp tại Việt Nam chỉ được kinh doanh bán hàng miễn thuế tại sân bay quốc tế và trên các chuyến bay xuất cảnh từ Việt Nam đi quốc tế. Trong khi đó, hầu hết các hãng hàng không nước ngoài đều đã triển khai bán hàng miễn thuế trên cả chuyến bay xuất cảnh và nhập cảnh vào Việt Nam. Theo thống kê của Cục Hải quan Hà Nội, Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh, các doanh nghiệp kinh doanh bán hàng miễn thuế đã có doanh thu gần 4 triệu đô la Mỹ chỉ trong một năm từ khi triển khai quyết định sửa đổi quy chế kinh doanh bán hàng miễn thuế của Thủ tướng Chính phủ. Đến với
chuyên mục Con số mỗi ngày hôm nay, chúng tôi muốn đề cập đến con số 35 triệu đô la Mỹ thưa quý vị. Đây là chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi giai đoạn 1 của dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành. Theo một trong hai phương án vừa được Tổng công ty Hàng không Việt Nam ACV trình lên Bộ Giao thông Vận tải hồi cuối tuần. Theo đó thì phương án này không sử dụng các nguồn vốn tài trợ mà huy động từ nguồn vốn đầu tư phát triển của ACV với thời gian thực hiện khoảng 18 tháng. Phương án 2 áp dụng trong trường hợp vay vốn ODA theo yêu cầu của nhà tài trợ. Phương án này dự kiến chỉ tốn khoảng 6,9 triệu đô la Mỹ từ nguồn hỗ trợ của cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản với thời gian thực hiện khoảng 15 tháng. Mặc dù quyết định cuối cùng về việc có xây dựng sân bay quốc tế Long Thành hay không còn phụ thuộc vào kết quả báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án, nhưng trong văn bản trình lên lần này thì ACV đã đề xuất cho phép thi tuyển kiến trúc nhà ga hành khách và đài kiểm soát không lưu song song với việc lập báo cáo nghiên cứu khả thi. Nguyên nhân được ACV đưa ra là nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án. Vì nếu tiến hành theo quy trình thông thường thì dự án có thể mất đến 10 năm để hoàn thành, trong khi mục tiêu của Bộ Giao thông Vận tải là đưa giai đoạn 1 dự án vào hoạt động trong khoảng đầu năm 2023. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại phần đầu của chương trình. Xin mời quý vị theo dõi những nội dung tiếp theo. Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất thuê bao trả trước cũng phải ký hợp đồng với nhà mạng để dễ quản lý. Các nhà mạng muốn thử nghiệm mạng 4G chỉ được chọn tối đa 3 tỉnh, thành phố.